mến chào cả nhà. Mấy anh em Mỹ sẽ bắt đầu sẽ chạy ra lại cái điểm xa hơn 1-2 lý nha. Thì hôm mấy bữa giờ Kim Mỹ lặn ở trong đó 9-2 lý thôi. Hôm nay Kim Mỹ sẽ ra lại điểm 12 lý tại điểm tàu chìm này để thả nhầm mũ nha. Thả nhầm mũ có nghĩa là mình bắt đủ thứ các loại hải sản cái nha. Mấy anh em thường gọi quen miệng là lặn sò nhầm mũ. Thì cái điểm này là điểm của tàu chìm. Tại vì ngày xưa có mấy chiếc tàu chìm á, nên người dân cứ gọi cái khu vực này á là khu vực của tàu chìm. Thì hôm nay thì Mỹ thấy thì cũng đã có mặt trời lại rồi nè. Mấy hôm giờ chỉ toàn là mây đen thui thôi. Thì hôm nay cuối cùng mặt trời cũng đã ló ra và có ánh sáng để ghi hình thật rõ nét để gửi đến các nhà cùng xem nha. Thì hôm nay thì có anh Tâm xuống đó nha. Thì anh Tâm xuống thì có anh Úc là anh vợ của Vũ Tài Công á, nghỉ đi đám cưới rồi, nên hôm nay mấy anh em sẽ ra ngoài này để tiếp tục săn bắt những cái ngon hải sản ngon nha. Tại vì mấy bữa trước khi Mỹ lặn ở đầu trong 1-2 lý thì chủ yếu là sò mê ca, con nào con nấy thì thôi khỏi máy nói luôn. Rồi Mỹ cũng chỉ xuống để chuẩn bị luôn nha. Mỹ mời cả nhà cùng đồng hành với mấy anh em xuống tiếp tục thu hoạch hải sản nha. Độ sâu tại điểm này 11 sải tây đường cũng gần 20 mét nước đó. Nước hôm nay thì rất là trong xanh đá luôn. Hôm qua thì nước thì nó rất là hơi sậm ha. Thì hôm nay Mỹ thấy trong hơn hôm qua rất là nhiều luôn. Nước này mà nhảy xuống bắt hải sản thì quá ok luôn. Không biết điểm này có còn hải sản không đây. Giờ Mỹ cũng còn mong cho có hải sản để mấy anh em thu hoạch thôi. Mỹ thấy có một con cá mó nó cua xuống đây nè. Đây là cái hang của nó. Thường thường thì cá mó mau trốn dưới hang lắm. Mấy anh em vừa nhảy xuống thì cuối cùng cũng đã chặt gặp được một cái đốn trà này nằm dưới nước thì cũng khá là lâu năm rồi nè. Anh nhỏ với Mỹ có phát hiện ra một con cá bò. Rồi anh nhỏ đâm không chính xác rồi. Để Mỹ dựa theo có thử có đâm được không nha. Quá trời là những con cá li thi luôn nè. Thường thì ngư dân tạo một cái độn trà như thế này nè để cho những chú cá này về ở, rồi xong mấy chú sĩ bao quay để đánh bại nha. Rồi mới sẽ cố chỉ được con cá này nè. Rồi xong. Ôi thật sự mà nói rất là khó chỉ luôn nha. Chứ không có dễ chỉ đâu cả nhà. Tại vì ban đêm nó thấy mình á, nó cứ chạy Mỹ thôi. Nếu mà ban đêm thì chắc chắn là mấy con cá này không thấy Mỹ đâu. Thì ban đêm nó dễ đâm hơn, còn ban ngày thì rất là khó đâm nha. Rồi xong, quá là may mắn luôn nè, Mỹ đã chỉ được một con. Thì Mỹ thấy chỗ này có được 5 con, giờ Mỹ chỉ được một con rồi, còn 4 con nữa. Để Mỹ sẽ, nếu mà nó còn quằn quằn ngay chỗ cái độn trà này, Mỹ sẽ cố đâm thêm 1 con, 2 con nữa nha. Không biết có được không đây. Giờ Mỹ sẽ bỏ con cá này vào vợ cái đã. Bước nhảy xuống thì chỉ được một con cá bò này quá là đã luôn. Rồi ok, giờ Mỹ bắt đầu đi săn lùng tiếp nha. Kìa, có anh nhỏ nè. Anh nhỏ đang quằn kiếm trình cá trình nữa các nhà. Ôi, còn đây là cháu tiên mới chạy tới nữa nè. Kìa, phía trước quá trời là anh em đang chạy tới cái độn trà nè. Mấy anh em lặn biển thì gặp những cái độn trà này mau dí lại để tìm cá để bắt lắm nha. Mỹ sẽ cứu kìa, mấy con cá bò kìa. Để Mỹ sẽ dự thêm có đâm được con nào nữa không nha. Đó, nó thấy Mỹ là nó cứ chạy đi thôi chứ nó không ngừng lại cho Mỹ chỉ nó đâu. Ba con cá này nhìn chắc là to luôn nhưng mà chỉ không được luôn, chắc là tiếc. Đó, nó cứ chạy vòng chỗ cái độn trà lông đông này thôi. Có một bầy cá nàng đào nhìn rất là đẹp luôn. Mỹ tranh thủ tìm mấy con cá bò này chỉ thôi. Đó, mấy anh cứ quằn quằn những cái độn trà để tìm cá trình nữa cả nhà. Mấy anh sao không ưa chuộng cá này hết. Nó cứ lộ qua lộ lại, mùng Mỹ
khó chỉ luôn đó. Rồi xong nó chạy lên cao là có nghĩa là bó tay rồi đó cả nhà. Khi mà nó chạy lên cao là mình không có thể nào mà được bắt được nó nữa đâu. Rồi giờ Mỹ chỉ biết nhìn thôi chứ không biết làm gì nữa luôn. Đây là mấy cái dập lùa của ngư dân đánh bị mắc kẹt này, nên ngư dân cắt bỏ luôn. Thì anh Hùng có cầm con sò điệp bay để cắt cái lưới đó về làm cái vợ hậu cả nhà. Cái vợ mà thường thường mấy anh em treo ngoài xa để đựng mực giái rồi đó, bạch tuộc chứ, Mỹ thường gọi là mực giái nha, có gì mong cả nhà thông cảm. Ồ, người ta mắc bị kẹt ở cả nhà nên người ta bỏ luôn, tại vì người ta kéo không có được. Mấy anh cứ quằn quằn tìm cá cả nhà. Giờ Mỹ sẽ chạy vào trong đây tìm cái thử có được con kinh nào không nha. Nãy giờ mấy anh quằn thì cũng khá là lâu rồi, không biết có gặp được không. Mỹ sẽ tìm thử nha. Mấy anh em quằn nãy giờ không có chỉ được con gì luôn các nhà. Bị thì chỉ được một con cá bò thôi chứ không phải chỉ được con gì nữa. Ơ, Mỹ có phát hiện ra được một con cá trinh nè. Mỹ đã chỉ nó nên nó đã, tại vì chỉ một ở các nhà nên mình chỉ nó quay á, nó quay mau dắt lắm nè. Mỹ đã chỉ được nó rồi nè. Ừ, con cá trinh này chắc là to rồi. Ồ, Mỹ đã chỉ được nó nè. Đó, coi cả nhà coi nó xây nè. Đó, nó cứ, tại vì cái chỉ một ở cả nhà nó cứ xây nhiều khi mà bị đứt ra lắm đó. Mỹ sẽ để là Mỹ không có cầm cái móc rồi đó cả nhà, thấy chưa, nó xây qua xây lại nó sẽ tự bung ra thôi. Nhưng mà con cá này chắc chắn là nó không có chạy thoát được mấy anh em Mỹ đâu. Nếu mà mình dùng chỉ hai cái nhà, chỉ hai thì mình đâm nó nhanh hơn. Rồi kiểu này là hết thoát được nữa rồi. Cá trình này về ướp nướng hoặc là về cà chua thì cũng rất là ngon nha. Cá này ăn thịt nó ngon lắm các nhà. Anh Tâm có đang xí cái miệng dưới ra cho nít nha. Nhiều khi khỏi cho nó cắn mình á, tại vì cái hầm dưới nó cắn vô chảy máu người lắm, nên phải xí cái hầm dưới, có gì nó cắn mình vô thì mình cũng không có sao. Mấy con cá bò nó đã xuống lại rồi kìa, Mỹ đã thấy nó nè. Nó cứ thấy Mỹ là nó chạy thôi. Thì cá bò này nó chỉ quằn quằn ngay cái chỗ này thôi các nhà, nó không có chạy đi đâu nữa đâu. Nhưng mà nó thấy người là nó chạy thôi. Rồi cái kiểu này là chỉ không được nữa rồi, tại vì Mỹ đã chỉ được một con á. Nó thấy thì nó cũng đã rút kinh nghiệm rồi, nó không có ngưng lại để cho Mỹ chỉ đâu. Đó, nó cứ lộn vòng phía thôi. Ôi trời ơi, xíu nữa rồi. Trời ơi, nó tầm xa quá các nhà. Xa quá chỉ trúng nó rồi chứ mà nó vẫn chạy thoát thôi. Rồi kiểu này là hết ăn được nữa rồi, kìa một con nữa nè. Rồi Mỹ thấy nó đậu ngay đây nè, nó thấy Mỹ nó bỏ chạy luôn à. Mỹ có chạy dài bắt được một con sò điệp bay nè. Chỗ nó chắc chắn là không được con nào nữa rồi. Mỹ tới đây thì Mỹ chỉ được một con cá trình với là một con cá bò dép. Mỹ chạy ra thì bắt được con sò điệp bay luôn nè. Trời ơi, tới chỗ này cả 5-6 anh em luôn mà có mình Mỹ bắt được hai con cá này thôi, mấy anh em kia chẳng bắt được con nào đâu. Giờ Mỹ sẽ lấy cái móc một này ra thử xem vận may chỗ này có bắt được nhiều hải sản không nha. Thường từ lúc tới giờ Mỹ làm video tới giờ Mỹ chỉ dùng móc hai thôi, chứ ít khi Mỹ dùng móc một như thế này lắm. Hôm nay Mỹ sẽ thử dùng móc một này có được may mắn nhiều hải sản không nha.
Mỹ cũng phát hiện ra một con sò ngọt này, đó cứ một phỉnh đất mới như thế này là nó thôi. Với lượng nó có một đường kỹ sạn nữa nha, chứ không phải lượm đất mới nào cũng là nó đâu. Thì mình phải để ý có một cái kỹ sạn trong chính giữa cái lượm đất mới đó nữa. Ờ, cuối cùng Mỹ bắt được hai con đi bay với một con sò ngọt rồi. Chỗ này Mỹ thấy có hai con sò mê ca luôn này. Ồ, các nhà xem nè, sò mê ca này nhỏ chứ. Ồ, tính ra nó bự hơn cái chỗ mấy bữa mấy anh em lặn luôn nè. Ồ, ngoài đây thì mê ca to hơn ở trong đó luôn. Đó, các nhà thấy chưa, những con mê ca này sống tại đây cũng khá là lâu rồi nên mới to cỡ này nha. Thêm một con sò điệp bay nữa này. Mấy hôm trước khi Mỹ có ra ngồi đây thả thì có phát hiện được một lỡm sò điệp bay này á. Thì nó có đâu lộn được một cái phỉnh nó, mấy anh em làm một ca thì nó cũng đã hết sạch rồi. Hôm nay khi Mỹ tới ngồi đây lắng ra lắng vô để thả những mặt hàng đây nè. Bây giờ có được nhiều hôm nữa. Kìa, Mỹ có thấy một con trước mặt Mỹ nữa này. Đó, tại vì cái điểm này nó cũng có được bay ra dài hết các nhà, nên mấy em ra đây để thả lỡ mình kiếm thêm hải sản khác nữa. Mà không biết có thêm hải sản khác nữa không đây. Nãy giờ Mỹ chẳng thấy con sò nào nữa. Mỹ có thấy có một con cá mó nó mới chui xuống hang này. Mỹ thấy con cá mó này cũng to nên Mỹ sẽ moi nó nha. Đó là cái hang của nó cả nhà. Thì nó đào cái hang y hệt như là cái giếng luôn, nhưng mà trong cái vòng tròn cái giếng nó thì nó sẽ có một lớp bùn lúng nha. Thì mình đút tay xuống nó nhẹ nhàng lắm, nó không phải như mình ngồi đắt như thế này đâu. Mình đút tay nó lúng như là bùng sình ở trong cạn ấy các nhà. Đó, mình đi nó cứ lúng xuống, đó, nó bao cùng một cái vùng đó, nó ở. Đây, cá này rất là to nha. Chỗ này cá mối nhỏ nhỏ nhiều lắm, nhưng mà Mỹ không bắt, Mỹ sẽ lựa những con cá to to như thế này nè. Bắt về nó chua ăn ngon lắm. Một con sò ngọt nữa nè. Cái con sò ngọt này thì nó lại là một cái dấu khác nữa. Đó, mỗi con nó sẽ làm dấu khác nhau nha. Thì nó cũng có rất là nhiều loại dấu lắm. Đó, Mỹ bắt con này là được con thứ hai rồi. Mỹ cũng cầu mong cho có này. Tại vì cái dấu nó nhỏ lắm. Có cái thì nó làm đã mới á, mình dễ thấy hơn. Còn như cái dấu con sò này thì nó hơi khó thấy nha. Cả nhà mình xem cái dấu của con sò ngọt này đó, Mỹ nói rất là khó thấy nha. Đó, nó nằm có con thì nó chỉ một cái dấu khác nhau, cũng khó phân biệt được lắm nha. Tại vì mấy anh em mà lặn quen á nên cũng nhiều rồi nên cũng thấy nó rất là quen luôn. Nếu mà cả nhà mới tập á thì có thể hay bị khó thấy nha. Mỹ có thấy thêm một con sò ngọt nữa nè, nhưng mà có anh em nào đó đã chạy ngang qua. Đó, chạy ngang qua mà không thấy có con sò ngọt này luôn. Mỹ chạy sau thì có gặp được nè. Đó, tính giờ Mỹ bắt cái con này nữa là được 4 con giờ.
có còn cá mó nó mới cua xuống này nữa nè. Giờ Mỹ sẽ moi để lên kia nó cua ăn nha. Mỹ mới hỏi anh Hùng bắt được 6 con sò ngọt giờ. Nhưng mà Mỹ mới bắt được có 4 con sò ngọt thôi. Mỹ bắt được con sò ngọt thứ 5 luôn nè. Sò ngọt chỗ này nó không có sò ngọt to cái nhà. Ồ, con đó bé quá nên Mỹ cũng thả lại thôi. Giờ chỉ còn có 4 con. Ồ, sò chỗ này sò lỡ lỡ chung chung không thôi cái nhà, chứ không có được to như mấy cái điểm ở trong kia. Mỹ cứ tưởng đâu cái dấu của con sò lỏ. Mỹ cầm bốc, Mỹ nhai nhá thử coi nó có thọc ra không. Ừ, cuối cùng Mỹ gặp con sò ngọt thứ 5 rồi nè. Đó, sò ngọt ở chỗ này thì nó cứ cỡ này thôi, nó không có to nữa đâu cả nhà. Con sò Mica nữa nè. Mica chỗ này to to không thôi. Kìa, thêm con sò ngọt thứ 6 luôn nè. Ờ, Mỹ cũng còn mong ra có sò ngọt đây nè. Tại vì sò ngọt đây hiện tại giờ cũng có trăm mấy chục ngàn ký thôi. Mỹ có gặp thêm con sò ngọt thứ 7 luôn nè. Mỹ nghĩ chắc cái điểm này nó có dấu sò ngọt rồi nè. Giờ Mỹ cũng mời cả nhà cùng theo Mỹ coi thử ngày hôm nay Mỹ bắt được bao nhiêu con sò ngọt nha. Cái dấu đó Mỹ thấy giống cái dấu của con sò lỏ á, nên cũng không phải luôn. Mỹ mới thấy một cái dấu của con sò lỏ này, thì nó nằm cũng như mấy cái dấu kia thôi. Mỹ cũng khả nghi nên Mỹ đã lấy cái móc nhấp cho thử rồi. Ai nghĩ nó sụp xuống cả nhà. Ừ, Mỹ đụng nó rồi, nó rất là to luôn nè. Đó, cái vòi của nó nè, nó để dùng cái vòi đó để chui đi cả nhà. Nhưng mà cái con sò lỏ này do nó bự á, nên nó chui đi chắc là chậm luôn. Nếu mà gặp như con ốc móng tay á, thì con ốc móng tay là nói chung là nhanh nhất nha.
và cái con sò móng chân nữa. Đó, hai con đó thì nó cua đi nhanh lắm, còn con sò lỏ này nó cua thì chậm thôi. Ba cái loài này thì Mỹ nhìn nó cũng y như nhau thôi, nó chỉ khác biệt chút xíu thôi. Con sò ngọt thứ 8 luôn nè, đó, cái dấu này thì dễ thấy nè. Con sò ngọt thứ 9 luôn rồi nè. Ồ, quá là đã luôn. Mới đây quay lại Mỹ cũng đã được 9 con. Lại thêm con thứ 10 luôn nè. Ồ, quá là đã luôn. Con thứ 11 luôn nè. Ừ, thật sự mà nói lâu rồi Mỹ mới bắt được sò ngọt ngon như thế này nè. Đó, 10 con rồi, qua con thứ 1 lại nè. Con thứ 12 luôn. Con thứ 13. Con thứ 14. Con thứ 15. Con thứ 16. Con thứ 17 luôn. Ồ, quá là đã. Ồ, mỗi ngày lại Mỹ bắt được 17 con rồi. Cứ chạy một chập thì được 1 con thôi. Thêm con thứ 18 luôn. Phía trước Mỹ có gặp anh Lát. Anh Lát có Yani hỏi Mỹ bắt được bao nhiêu con.
thì mới bắt được 18 con. Ô, anh lách nhanh đi 22 con luôn. Ờ, anh lách bắt hải sản chắc là nhanh lúa cả nhà. Ờ, mới có bắt được một con ốc sắt siêu to nữa nè. Ốc sắt siêu to này người ta có mua nha, còn ốc sắt loại nhỏ người ta không có mua đâu, cũng có mua nhưng mà dễ lắm. Người ta mua có con to to đây nè. Anh lách thì bắt hải sản lúc nào cũng hay cả nhà, lúc nào cũng nhiều hơn mấy anh em hết á. Con thứ 19 luôn nè. Được con thứ 20 luôn rồi nè. Ồ, quá là đã luôn. Ồ, 20 con rồi. Thêm con thứ 21 luôn nè. Con thứ 22. Ồ, tính ra cái điểm này sò mê ca to to này cũng khá khá này cả nhà. Ồ, mới bắt được 22 con rồi mà được một đống mê ca luôn. Con thứ 23. Con thứ 24 luôn nè. Ồ, thật sự mà nói rất là tuyệt vời luôn. Lâu lâu gặp mà như thế này bắt thật sự mà nói rất là đã cái tay. Con thứ 25 luôn nè. Ồ, thật sự mà nói không có bữa nào khi mà em Mỹ về đây mà bắt hải sản ngon như thế này luôn. Điểm này cũng có ốc tỏi nữa nè, nhưng mà rất là ít luôn. Từ sớm tới giờ Mỹ mới bắt được một con ốc tỏi nè. Thôi kệ, cứ cho vào luôn. Tại vì con ốc tỏi này giá trị nó cũng ngang ngửa với con sò ngọt luôn đó. Rồi, ghe Mỹ thả xuống đây bị sụt nước rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy đất nó có hơi nghiêng nghiêng không? Đó, cả nhà nhìn kỹ thì cái chỗ này đất nó hơi nghiêng nha. Nó y hệt như là một cái gò vậy cả nhà. Giờ Mỹ sẽ tóm nha, do xuống đây bị sụt nước cả nhà. Thì hôm sáng thì ghe Mỹ lặn ở đầu trên thì nước nó đã 10 sải đến 11 sải rồi. Khi mà ghe Mỹ tô xuống cái chỗ này thì cũng sắp xỉ được 12 sải cả nhà. Nên xuống đây sâu quá nên em sẽ lên nha. Thì tối đa ghi Mỹ lặn thì nước tầm thì khoảng 12 sải thôi, không dám xuống 13, 14 sải đâu. Tại vì nước 12 sải đổ lên thì lặn rất là an toàn luôn. Còn dưới 12 sải thì lặn rất là nguy hiểm nha. Đó, cả nhà nhìn nè. Đó, cả nhà thấy nó lài xuống không? Đó, xuống đâu xuống cái vực đó cả nhà. Mình chạy càng xuống dưới thì nước nó càng sâu hơn á. Nên mấy em bắt buộc phải lên nha, chứ không có được dám chạy xuống đó nữa đâu. Thì mình xuống càng sâu lực nước ép thì nó càng cao, nên cũng không ai dám xuống đâu. Thì cũng có người lặn được, có người chỉ lặn không được nha. Theo Mỹ thì Mỹ mà chạy xuống dưới đó thì sẽ sụp nước thành 14-15 sải tay luôn đó. Thôi giờ thì mình cứ măng lên thôi. Đó, không biết cả nhà mình có nhìn thấy một cái gò không thôi. Mỹ thì thấy rất là rõ ràng cái gò luôn. Thank you.
giờ mấy anh em phải lên nha, tại vì lúc tăng sáng anh em nhảy xuống nước chỉ đâu đó tầm 10 sải đến 11 sải thôi. Khi mà chị Mỹ tàu xuống thì nó sụp nước ở cả nhà, xuống đây có cái gò, không phải sụp xuống mình chạy xuống hết cái gò đó phải 13 sải á, nên mấy anh em không thể nào lặn nước 13 sải nha. Thì lặn nước từ 10 sải đến 11 sải là nước đó là an toàn nhất, còn nếu mà sâu hơn nữa thì nó rất là nguy hiểm, nên mấy anh em phải lên để đôn lại đi làm cao tiếp theo nha. Cái cao này mấy anh em lặn cũng khá là bội thu đó cả nhà. Này có cá có đồ phải lấy để trên ghe cho chú bé nó ăn nè. Mấy anh em lấy ngựa đâu đó vài chục con cả nhà. Lấy mấy cá mối luôn, lấy mấy cá mối luôn. Đến giờ mấy anh em lấy sò ngọ cũng khá cả nhà. Mấy anh em lấy có ngựa 30-40 con đó. Cái đổ và lựa để Mỹ quay cái thứ tăng đầu tiên này mấy anh em được khoảng một xô mấy nha. Bà cũng còn đâm mà hụt hết biết con á. Con cá trình nữa nè. Giờ mới đeo chỉ phân loại ra nha. Phân mơi ca sò ngọt. Còn như những con lò xè ngã chỉ vào bao chiên nha. Còn sò ngọt này chỉ dùng vô can mình chỉ ngâm chiên. Đây là bà ngọt quá trời. Thôi mới đang cởi đi chứ bà ngu. Bà ngu có hai con mơ. Bà ngu có hai con mơ. Xuống đi sụp xong rồi đấy. Thì xuống đi 12. Đây là thành quả của tăng đầu tiên của mấy anh em đây cả nhà. Con cá là bội thu luôn. Thì tăng này mấy anh em tính ra bắt cũng phải một can mấy sò ngọt lớn nha. Đây đang phân loại ra này. Thì mấy anh em có bắt được một ít cá nữa này. Đây. Được hai con cá trình này cũng khá là to lấy nấu ăn luôn nha. Đây. Hai con con cá bò nữa này. Đây, rồi cá ít quá cả nhà, để hai ông trình đi nấu ăn luôn. Mấy anh em Mỹ bắt có được nhiều những con sò ngọt này không nha. Giờ mới xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.